Tổ công tác công an xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng sử dụng chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 8, Tổ công tác công an xã Yên Phú đã bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng chất ma túy tại nhà anh Nguyễn Đức Sơn, chú tại thôn Tân Phú. Trong đó thu giữ hai túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, một túi có chứa tinh thể màu đỏ cùng nhiều vật chứng liên quan. Qua tết nhanh, bốn đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra làm rõ.